chị Dung đang ở quán Fred. Đó là một quán gì chị? Mexican food. Mexican food là quán đồ bò ăn luôn á. Dạ, tại khu biển Huntington Beach, cách nhà tụi em khoảng 15-20 phút. Thì bây giờ tụi em sẽ lên chảnh coi coi đồ ăn có ngon không ha. Đúng rồi, check out nha. Dạ, let's go. Let's go chị. Đi lên, chạy lên đây là thấy nó không. Và tụi em đã được vô bàn ngồi rồi nha. Và đây là cái cảnh này, quá đẹp luôn. Cái view biển rất là đẹp. Và đây là lầu 2 ha. Và đây là con đường đi bộ ở ngoài biển. Và đây là bên trong của quán Fred ha. Có một cái quầy bar rất là đẹp. Như đây là mấy anh chị thấy ở cái background tụi em đó là cảnh biển. Thì cái tiệm này rất nổi tiếng tại vì rất nhiều couple, cặp tình nhân thường là tới đây để có hoàng hôn á chị. Lúc mà chút nữa mình hy vọng là mình ngồi tới đây đến hoàng hôn nó xuống á thì rất là lãng mạn. Thì hoàng hôn xuống là xỉn chưa ta? Chắc chắn xỉn rồi đó. Thì đây là một nhà hàng rất là đẹp, đồ ăn ngon, hoàng hôn đẹp. Thì một chút tụi em sẽ review đồ ăn nha. Some with serrano peppers on there, jalapeno infused tequila. The Hank 10 is going to be a strawberry, and then the Palmarita is a pomegranate margarita. Which one do you have with the Corona Rita? That's the small? The Corona Rita right like, there. Okay. You want to do Corona Rita, yes. Right. Can I have that for me? Two? Two of those? Okay, two. Alright. And then for you, sir? Thank you. I said I drink a little bit of it before you. I know, right? It's not full. All right, thank you. Okay, đây là cái drink nó gọi là Margarita Coronita. Okay, so basically cái nước ở dưới đây là Margarita là rượu ha. Và mình bỏ cái chai rượu bia Corona là cái bia nhỏ. Thì cái này là cái cách xịn nhanh nhất mà đỡ tốn tiền nhất tại vì rượu với chị lại bia. Bữa nay uống hết hết tiền rồi em kiếm cái cách xịn nhanh nhất để uống. Và ở xung quanh dành miệng là nó là muối hả chị em? Vô cái giờ hai chị em mình dám uống đua không? Vô không? Vô không? Chắc không dám. Margarita đây là đúng chất mẻ luôn á chị, rất là ngon. Rượu nước của nó là nước chanh em. Nước chanh pha với rượu tequila. Tequila rập dữ vậy luôn á. Trời ơi, hồi đó biết pha rượu mà. Dạ. Đúng rồi, cái này chanh mix với lại tequila thì nó ngọt ngọt, chua chua và mình liếm môi với liếm môi. Ngon quá. Uống một ly này là em xỉn đó chị. Ôi dễ hả? Quá ngon. Thôi bây giờ mình qua bên đồ ăn. Giờ hai chị em dành ăn phải không? Em nói cái đó là của em hả? Em nói cái này là cái tôm. Chị nói cái này xác phải không? Đúng rồi. Đứa nào thua là uống nửa ly nha. Nhớ giữ lời nha. Chị Dung nói cái này là cái xác của chị. Mà em nói là cái này là tôm của em và phai đao đây nè. Cái bò cái hụt. Cái cục thịt bò. Ai thua vậy ta? Ủa sao kìa vậy ta? Không có lấy cơm trong đó là he say no rice there. Má ơi, còn này là thịt gà nè. Rồi tại chị có thấy sao em nghĩ gì không? Tại em nói em ask for guacamole. Thấy chưa? Gọi là rồi. Gọi là tưởng nó là bài tủ nhưng mà bị không đúng phải không? Mà bài tủ của mình đó. Sao cắt đâu em cũng thua rồi vậy? Bây giờ cắt lấy cắt lộn. Cắt chứ không có lấy cắt. Đúng rồi, cái này cái tôm nè. Tôm xí. Thấy chưa? Ngon que tôm ta. Tôm rồi trắng. Đúng rồi, cái này tôm em. Rồi, móc con tôm ra ăn cho chị coi ra nè.
Nguyên con tôm, tôm đâu? Tôm, đây là tôm nè bé. Con tôm đây, cái này là burrito tôm nha. Trong đây có gì? Trong đây có tôm đậu đen nè, có đậu đen nè, có cà, có xà lách. Rồi, cái này thịt bò ha. Dạ. Bây giờ em cắt luôn cái này nha. Anh nói chứ uống nữa đi bia chứ hả? Tưởng chị quên rồi chứ anh nói vậy. Ok, em thua chị Dung rồi, phải uống. Để dầu gì quên chị. Hết đâu nè, 1, 2, 3 Trời, tưởng gì, cá độ có nửa ly bia chị nhỏ đối với Phục. Nước qua nãy giờ muốn cua nó không dám. Ok. Yeah, why you so handsome? I'm too drunk, sorry. Oh, yeah. Và đây là khung cảnh buổi chiều của tụi em nha, đang ngồi ở khung ở ngoài nè, rất là bốn giờ chiều, bốn giờ thứ năm nha, rất là đông khách luôn. Wow, thứ năm ngày thường mà cũng đông quá em ha. Dạ, chị tưởng đâu là thứ bảy chủ nhật mới đông thôi chứ. Biển thật sợ khó sốt. Ủa nãy chi chi ở trên luôn. Ngon. Ăn đi chị, ăn coi ngon. Cho cái miệng nha. Ủa nãy Calvin ăn cái swim ceviche ngon. Em với chị Dung nó rất là rất là ít uống và nó đã hết hai chai. Và tụi em rất là thích tập thể dục, thật sự là mình phải giữ gìn sức khỏe của mình, tập thể dục chị. Nhắc lên ly lên nào. Ly này nó nặng lắm á nha. Cái ly nó tập tạ là tập tạ rồi vô. Bài đứa rất là tập tạ. Đi ở đây 10 điểm á. Dạ. Yeah. Thì mà thích cảnh đẹp đồ ăn ngon, nhưng mà phải biết phải học biết hồi vị mễ chị ha. Nếu mà không thích đồ mễ thì chắc cũng lên đây giống lên đây mình hình như mình kêu cánh gà chiên thấy gì cũng có. Có. Dạ. Yeah. Nghĩa là có. Múa ngoài tu go đang vô thì được. Đồ à, đồ uống của đồ uống rất là ngon ha. Và sau khi ăn uống no say thì cái bill đã ra có nhiêu? Trời ơi, ăn uống 26 đồng. Wow, ăn uống quá trời. Wow, lúc qua bốn đứa vừa đồ ăn no vừa uống bia luôn. Dạ, là chỉ tiếp là 40 thôi ha. Quá rẻ luôn. Ăn hay kệ đi. Đẹp trai quá mà. Đẹp trai tiếp thêm phần tiếp có 20 hay tiếp tới 40 đúng rồi. Rồi bây giờ mình ra biển hả chị ha? Yeah. Okay, ok, tụi em đang ở ngoài biển nha mọi người. Đây là cái đường, đây là cái đường walk around biển nè chị Dung. Giờ mình đi ra biển nha. Ủa hình như mình có đi ngược đường không vậy? Ở đây bán mấy cái bikini nè. Muốn muốn mua cái mặt không chị? Đố em size nào là size của chị? Size chị không có. Ngại. Bởi vậy. Ồ. Tiệm bia hả? Tiệm bia. Tiệm Wagyu Fish Table ha. Cái này gọi là tiệm cà phê Mỹ hả? Cà phê ồ đây nó bán kem á. Gelato. Mấy mắt kiến đó nè. Thủng nó trong tặng ra em cái vậy? Nè. Mắt kiến dở đeo vô chắc chết. Nước mắt lắm. Bán dép á. Yeah. Ăn nón nữa kìa. Ủa mình không có ra biển giờ mình đi đâu vậy chị? Rồi. Bây giờ mình đi ra biển nè. Rồi xong. Giờ mình đi đâu? Ra biển. Giờ mình đi 7 đồng margarita không giới thiệu kìa chị. Đi đường này hả? Đi này dưới đồ ăn. Không nói gì mà 7 đồng margarita. Ồ đúng rồi. Ok bây giờ cái con đường này là đường chuyên về Main Street hả? Bán đồ ăn, đồ nhậu nè. Bây giờ nó lóc lại nó không cho không có cho không xe có chạy vô. Xe. Cho ngồi ngoài đường luôn. Vui giống Việt Nam á. Ôi vui quá xa là vui. Bạn con bên cạnh đây này cũng đều vui. Ủa mà hình như mình đi uống cái mình vui á. Bớt xỉn rồi. Ôi sao không đi ra đường chính nhờ. Mình lại đi đường chị có đem muốn mình ra phải đi lấy xe đạp đạp nè. Trời hồi chiều chị định nghĩ là cầm chiếc xe đạp mình theo hai chị em mình. Ôi vui quá ha. Nó lóc. Nó lóc hết xe vô bây giờ ngồi bên đường nhậu nè. Cứ mấy anh nè. Mấy anh Mỹ đẹp trai quá nè. Quỷ ha. Quỷ hả? Em đâu có nói chị đẹp trai đâu mà chị. Ủa? Quỷ. Tưởng nói mà anh Dũng đẹp trai nè. Anh Dũng. Mang đôi giày. Mang đôi giày. Support cho. Đây đi. Ờ. Đây này support cho gay với lesbian. Anh Dũng number one. Yes. Anh Dũng nói chị cười vậy hoài à.
em đừng có gẹo để Dũng bọc bọc lộ lên Dũng, đừng có để lộ ngại lắm. Ủa giờ hết rồi, mình đi ra biển đi hả? Giờ đâu có gì đâu đen. Ô là hết rồi. Ô mấy có burger hả? À bây giờ tụi em vô mấy game nha mọi người, cái là Baskin Robbins nha. Chị Dung, chị thù game, chị vô đây chị Dung. Chị thù game chứ nên làm chị phải thù, làm chị phải thù chị phải. Ông có lại cho ông biết rồi nè. Mày gọi gì con hả? Strawberry, cherry, what? Rồi đợi gì đó. Strawberry, cherry hả? Scoop hay hả? Dạ, cái one scoop. Em ăn gì? Thôi, 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 em chia sẻ, thôi mà lấy chung. À, ăn chung hả? Hả? Không biết chung nhỉ? Ăn chung. Chú quay cái miệng hả? Trời, anh chịu, anh cạo kia mà tôi nó trèo lên cục, 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 cục luôn nha. Rất là lẫn mận. Ủa mấy cái bên đây làm gì chị Dung? Chạy lính á em, lính chống chạy á dạ. Phim chưa? Ủa phim là lính chống chạy? Người ta có mời chị xuống đóng mà chị quên. Xuống đóng còn gì? À phim chị đóng là sát chết trên biển. Chị đóng ngay sát chết á. Sát chết trôi trên biển. Sát chết trôi trên biển. SD. Phim SD luôn hả? Wow đẹp quá. Cái cầu này giờ dẫn cả nhà mình ra xuống ngoài biển luôn nha. Ủa cái này nó không phim gì hả? Phim. Did you get any fish today? Just starfish. Do you have it with you? No, I threw it back. Why? Save the environment. Oh, okay, thank you. Và ở trên trên cầu của biển Huntington Beach thì có rất là nhiều tiệm bán đồ lưu niệm ha. Dạ đúng rồi, thì bây giờ em với chị Dung sẽ vô coi nó quán quà lưu niệm có giống áo thổ dân nè em. Giống ở Việt Nam ha. Dạ. Yeah. Ừ, này áo giống như là cho mấy người dân tộc á, yeah. Mấy người bán da đỏ. Cái chị? Chị nghĩ không có giá. Ở đây ha, hai cái cho bao nhiêu đồng? Ồ, 20 đồng một cái hả? 20 đồng hai cái. Ồ, 20 đồng một cái, hai cái 30. Bán giảm giá. Đây là những cái con ốc nè mọi người. Cũng giống như Việt Nam ha, em nhớ ngày xưa Việt Nam là có những người đi rinh bán ha. Ồ, cái này nó khắc lên chứ không phải là tự nhiên ha. Ồ, khắc lên đúng rồi. Quá, ha. Hình cô gái này giống chị ghê không? Đây là con starfish hả? Nó bán nhưng mà em nhớ hồi đó Việt Nam có mấy cô đi gánh. Ôi. Cái này 10 đồng cái này chị bự ha. Không cái này biết giỏ ốc cái này cái gì gọi ta? Cái giỏ ốc với con sò hả? Nghèo không? Nếu Việt Nam thì có mấy người đi người ta gặp cầm bán luôn. Ừ. Rồi mình đi vô mình coi có còn gì nữa không? Nè cái này 6 đồng. Cái này về làm quà hả chị ha? Em nhớ ngày xưa người ta hay cầm vô bỏ vô lỗ tai cái nghe sóng biển lắm. Chị có nghe thử chị bỏ lỗ tai nghe. Phụng ơi, nghe không? Ủa vậy lộn. Phụng sao nhỏ vậy? Quà lưu niệm nè, chị có muốn mua gì tặng em không? Em thích gì?
em thích gì thì cứ mua đi rồi em tự trả tiền đi. Ồ, chị biết cái này là cái gì không? Nó gọi là mood green á, có nghĩa là lúc mà chị đeo vô, lúc mà chị buồn hay vui nó đổi màu. Cũng đồng một cái. Em muốn tặng gì thì em cứ tặng đi, chị không có ngại. Nè, lúc mà mình sợ cái hải là nó sẽ ra màu đen nè. Lúc mình in love, mình yêu á thì nó sẽ ra màu tím. Khi mình relax á là nó sẽ ra màu xanh ha. Còn màu đỏ này nó là cái gì? Cái màu đỏ này là unsettled, có nghĩa là chị cảm thấy chị buồn nôn á. Chị nôn á. Rất là nhiều ly nè. Surf City, Huntington Beach, rất là nhiều ly. Mua cái áo không chị? Nó khoác có lạnh không? 50 đồng một cái áo. Ồ, nó bán có mấy cái thiệp này chị ha. Em nghĩ mấy cái người mà người ta ở tiểu bang khác, người ta qua Cali á, khi người ta mua quà về tặng niệm ha, lưu niệm. Wow, mấy cái ốc nhiều quá ha. Đẹp quá à. Nó bỏ glitter lên. Cái này dễ thương nè. Cái gì? Nó ghi chữ lên nữa. Đây là vỏ sò ha. Nhưng mà vỏ sò thì giống như là em nghĩ là mình có request cho người ta ghi cái gì đó chị. God is our refuge and strength, a very present help in a ripple. Ồ, cái này là cái hộp đựng gì chị mở ra cho em coi. Này giống như đựng nhẫn hay đựng đồ nữ trang của con gái nữa. Của... đẹp ha, chị... con này đẹp quá. Em biết em muốn mua cái gì vậy? Nè, cái liêu rồi. Chị cũng nghe ngay đó mà chị mua ly bự. Ủa này mà cái ly. Một cái shot uống vô là coi như là đi ngủ luôn á. Phải rồi. Shot bự. Đẹp quá à. Chị biết cái này để làm cái gì không? Khắp hô được. Đúng rồi, cái này bia mà lạnh, bia lạnh. Nóng cà cũng được đó. Ủa, bữa nào cũng đâu có bia nóng đâu. Thì này dưới đây nó hơi sàn nha. Chắc phải nãy một ly. Còn cái này là gì mở ra coi nè. Cái này cũng hợp đựng nữ trang đó. Wow, đẹp ha. Còn hôn với biển đưa này cũng đẹp lắm á. Wow, cái này đẹp ghê không chị? Wow. Bao nhiêu tiền? Để chị hỏi bao nhiêu tiền ha? Cái này là biết dễ chi không? Gió thổi á, nó kêu lúc nó cắt á. Nó đứt không ta? Dây dù nó cũng cứng. Giá nè 50 đồng. Ô, 30. 30 là cộng thuế luôn rồi. Đẹp quá ha. Mà mua làm gì? Thì ý là mua lưu niệm rồi, thấy thích á. Chị cũng thích mua lắm mà không có tiền. Mua cho thôi. Okay. Đẹp quá à. Cái này là một móc gắn chìa khóa trái tim. Wow, kim cương không đó. Ở biển người ta chơi active như háo tiền quá chị ha. À, phụng chơi được không phụng? Chơi cái này khỏe lắm á chị ha. Ngoài biển mà chị chạy trên cát nữa rất là tốt á. Chơi volleyball ha. Bóng chuyền. Trời, gió hỏi ù ù luôn. Gió dù dù. Sao? Chị thấy cảnh nó đẹp không? Thấy. Thấy ánh nắng á, nó đánh xuống cái nước á, như là có kim cương ở trên cái trên mặt biển đẹp ha. Ừ. Cảnh nhiều khi có kim cương thiệt á. Ủa cảnh này là chị không có tiền không? Chị mua nhiều cái nha. Chủ nhật bé đi chơi với bé cha với mẹ. Chủ nhật bé đi chơi bé hát bé cười. Ủa bé hả? Đẹp quá vậy. Quá à, wow. Đố chị mấy cái để làm gì? Thì để quay gió hình như em nóng không? Quay cho nó mát á. Nó hình như là để đuổi mấy con rùi hả? Ờ. Yêu An, on camera. Chị, cơm đồng không?
Nè ông chủ trong đồng nè, mở vô đi. Well, we're waiting good time. Open the door. Với xong làm gì nữa? Your fortune. Anh bảo cái gì mấy chị? Hear your fortune from Zoltar. Ah yes, it looks like today must be your lucky day. For I see relaxation in your future. Have no worries about your troubles, my friend. Zoltar has wisdom enough to conquer them all. Surrender to me your treasure, and let me tell you more. I see you over there. Yes, you. Come on over and let Zoltar be sharing with you your fortune. Okay, đã nói rồi nha. Lucky number của mình kìa. You emerge from your rich and thought and get down to business. Life become more serious and realistic. If a person take no thought about what is this, then they will find sorrow near at hand. They even need for good business judgment now. When things are going well, is it all too easy to become overconfident and not give it? Give it its intensity, is it very clear? It's maybe correct and overconfident. Nó nói là in future tụi mình sẽ thành công, và trong con đường thành công sẽ rất là khó khăn. Không có gì tới dễ dàng như đâu mà. Cho nên mình phải cố gắng lên. Trời ơi, you are on camera. Giờ mình tắm biển không? Mình đi tắm biển. Đi tắm biển. Ơi mùa lạnh vậy mà em thấy tắm biển hay quá ha. Em là tắm không nổi rồi đó. Chắc người ta mặc áo ôm mà sát da luôn em thì nó không có lạnh. Chờ thế nào em không mặc gì mới lạnh chứ. Giờ cảnh hoàng hôn xuống ha. Nãy mình mà còn ngồi trên quán Fred là bây giờ cảnh này đẹp lắm hả chị? À chưa xuống nữa. Nó gọi là golden hour rồi. À. Cảnh hoàng hôn xuống á. Chiều chiều ra đứng bờ ao hả? Đứng ngoài biển. Chiều về gì coi? Gì nhó về quê hoại. Ruột đau chín chiều. Chị thấy người ta chơi basketball. Em biết chơi không? Chơi này khỏe lắm á. À. À volleyball. Thấy chưa? Đó, em test chị đúng không? Giỡn quá. Và bây giờ tụi em đang ở khu Pacific City ha, thì cái khu này là kế bên biển. Khu vui chơi có rất nhiều quán ăn, quầy bán quần áo và rất là nhiều quán bar. Đây là chỗ đậu xe ha. Dạ, thì bây giờ em và chị Dung sẽ đi vô coi trong đây có quán gì nha. Ok. Bây giờ là 7 giờ. Bữa khác tới nha bé. Hên quá chị định mời em vô. Thôi bây giờ mình đi Rồi, không có quán. Mở kiến nó được chưa? Ờ đi trước không? Đi trước không? Ờ đi trước đi nha. Cho ông quay đi. Ghế này đáng chi vậy? Wow, đẹp quá ha, để ngồi đó chị. Wow, chị lúc. Wow, bơi không, bơi không. Đẹp quá ha. Wow, bơi ngó ra biển luôn. Nước này lạnh không ta? Em nghĩ là nó có cái heater. Wow, đẹp quá ha. Cái này chắc là party hay gì, mình mướn ra ngoài đó ngồi. Ra đúng. Nô no, chị mà book hotel ở đây là chị được vô đây mình chơi nè. Bữa nay em với chị book cái hotel ở đây chơi chị. Hai đứa hai phòng nha, chứ không có chung thôi nha. Wow, đẹp quá hả? Wow, cảnh quá đẹp. Đúng rồi, bàn, đúng rồi bar.
bàn đi. Chỗ đó reserve hả? Đâu ngồi được hả ta? Được. Oh, reserve cũng được. Với góc kia. Hello, we can sit anywhere. Or... Okay. Oh, that okay. No, accept that. Accept that. Và bây giờ em với chị Dung đang ở quán ở quầy bar gọi là The Tanner hả chị? Ừ. Thì cái quầy bar này là cảnh view, là cảnh biển luôn. Nhưng mà quán tên nó là này luôn hả? Ừ, Treehouse by Tanner. À, tại có cái tree kìa, dạ, cái cây á. Cái cây. Dạ em thì, order. Thì em sẽ order, chị order gì ta? Em chắc em uống cái Cucumber Delight. Thì một ly là qua 18 đồng một ly ha. Rồi em cocktail. Còn chị uống gì? Đố em là chị thích uống cái loại bia nào trong này? Chị đón, hả? Đón chúng là yêu em suốt đời luôn. Chị hả? Chắc chị uống cái... Không biết luôn á. Chắc chị uống cái mango không? Strong. Stella hả? Still wrong. Đừng nói là cái này nha. Speedus là IPA hả? Đúng rồi đó. Thử coi cái bia nó có thằng bia thiệt hay bia giả. Yeah, yeah, we're ready to order. For me, I'm going to have the cucumber delight. Alright. Yeah. So for me, Speedus IPA. In case we don't have that one, would you like Stone IPA? You have the Stone IPA? We have Stone. Yeah, I tried that. If you don't have that, then we'll get the secondary option. Alright. So if you want the same, right? Oh no. No. I will have. Wow, nó chừng nóng nha. Wow. Nhìn ngon quá hả? Béo hả? Ừ. Ngon. Nóng. Nóng. Ngon. Nó cánh biển của ta. Nó lãng mạn ha. Đồ ăn ngon. Đẹp quá ha. Em một dĩa này nhiêu? 18 hả? 18 đồng hả? 18 đồng. Thôi là... đây nè, đây nè. 16. 16 đồng. 16 đồng, 16 đồng. Cũng ok, tại vì cái cảnh quá đẹp. Đẹp. Đồ chị, đồ cái attitude là cái nước sốt màu trắng đó chị. Chị phải dip nó. Ủa chứ mà cái này cũng là cái bông nè không? Cái đó là cái french fry. Cái attitude nó cắt rõ ra. Ồ. Quá. Quá béo luôn á. Nó cái này có bông quá. Nó cay luôn á. Dạ. Nè, nó lăn bột. Ồ wow. Ừ, lăn bột. Ở này là cái sốt thôi. Ngon ha. Rồi, cái món này chị kêu quá đúng luôn á, quá ngon. Còn cái lá thì nó cắt ra luôn. Việt Nam mình nấu nước uống, Mỹ nó luộc luôn. Nói chiên nó luộc mà cắt nó chiên. Ngon. Cảm giác hay quá. Cái ăn xong ra làm bản quá. Em thử gì đó. Ăn xong ra làm chảy một bản. Chị đã làm bản. Trời ơi mà làm một bản. Làm một bản nhảy á. Ngon quá. Bữa nay là kết thúc một ngày đi ngoài biển. Thì cũng như mấy anh chị đã biết đó, thì Cali của mình rất là nổi tiếng là có rất là nhiều biển. Thì bữa nay tụi em điểm dừng của tụi em là ở Huntington Beach. Biển rất là đẹp, không khí rất là thoải mái và đồ ăn rất là ngon. Cảm ơn mấy anh chị đã coi và ủng hộ kênh Lambo Bosa Food Review của tụi em. Cảm ơn và hẹn gặp lại.